Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Zen TV Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một mã router cực kỳ nhỏ gọn của Mikrotik, đó là mã RB760IGS thuộc dòng HX Series. Và cho bạn nào chưa biết thì hiện tại Zen TV Shop là nhà phân phối chính thức của Mikrotik tại Việt Nam, cho nên là sản phẩm sẽ có giá rất là tốt. Thiết bị này thì có khả năng chịu tải từ 100 cho đến khoảng 150 thiết bị, nghĩa là tương đương với khoảng 50 cho đến 80 người dùng. Và sản phẩm sẽ rất phù hợp để mà sử dụng cho các mạng quy mô vừa và nhỏ, như là hệ thống các văn phòng chi nhánh này, rồi là văn phòng doanh nghiệp nhỏ, vân vân. Đây thì sẽ là thiết bị của chúng ta này. Các bạn có thể thấy là rất là nhỏ gọn đúng không? Bằng đúng lòng bàn tay mình này. Đó, chiều dài này thì chỉ có khoảng 11 cm thôi, rộng thì tầm 9 cm và cầm thì cực kỳ là nhẹ. Đó. Tuy nhiên thì hiệu suất của sản phẩm vẫn rất là ok các bạn nhé. Với CPU lõi kép 880 MHz và RAM 256 MB thì nó có thể đáp ứng được gần như là tất cả các cái tính năng mà hệ điều hành router OS hỗ trợ. Và mặc dù là nhỏ gọn như thế này nhưng mà thiết bị thì có giải nhiệt độ hoạt động rất là rộng, từ âm 40 độ C cho đến 70 độ C, tương đương với cả các thiết bị switch công nghiệp. Cho nên là hoàn toàn chúng ta có thể lắp đặt trong các cái môi trường có nhiệt độ cao mà thiết bị vẫn hoạt động rất là tốt. Và đi kèm với thiết bị thì sẽ có một cái quyển Quick Start Guide hướng dẫn sử dụng nhanh này. Và ngoài ra thì có một cái adapter nguồn đi kèm nữa. Đây thì là giao diện mặt trước của thiết bị, thì các bạn có thể thấy là sẽ có một cái cổng nguồn DC ở ngoài cùng đây, và ghi chú là 12 đến 57V. Đó, thì chúng ta sẽ dùng nguồn trong cái khoảng đấy để đảm bảo là thiết bị hoạt động ổn định nhất. Bên cạnh cái cổng nguồn này thì sẽ có một cổng quang SFP tốc độ 1,25 G, và cổng này thì sẽ được sử dụng khi mà chúng ta cần kết nối trong các cái khoảng cách xa hơn 100 m, mà khi đó thì dây đồng RJ45 sẽ không đáp ứng được. Và tiếp theo thì có một cái cổng ghi chữ PoE in này. Đây thì mặc định là cổng quang RJ45 1 G, và chúng ta có thể nối dây LAN từ injector PoE sang để cấp nguồn cho router hoạt động cũng được. Và bốn cổng bên này thì mặc định sẽ là bốn cổng LAN RJ45 1 G này, và chúng ta hoàn toàn có thể nối xuống switch hoặc là nối xuống các cái thiết bị khác như là máy tính, như là máy in vân vân. Riêng cổng số 5 được đánh dấu màu vàng này thì sẽ là cái cổng mà hỗ trợ PoE out, tức là chúng ta có thể nối dây LAN từ đây xuống các thiết bị khác để mà vừa cấp nguồn cũng như là vừa cấp mạng cho thiết bị đó hoạt động, thì cũng khá là tiện lợi đối với các mô hình mà có quy mô nhỏ. Ở bên mặt hông của thiết bị thì các bạn sẽ thấy là có một cái nút mode ở đây, chúng ta có thể ấn vào đây, và nút này thì có thể kết hợp với lại tính năng script mà chúng ta có thể cài đặt khi mà cấu hình cho router. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ cài đặt cái phím này là chức năng khởi động lại chẳng hạn, thì khi đó nhấn vào đây thì router sẽ khởi động lại. Và kế bên nó thì là một cái cổng USB 2.0 để chúng ta có thể là copy các cái file cấu hình hay là lấy log cho router vân vân. Và bên cạnh nữa thì là một nút reset để chúng ta có thể là khôi phục cài đặt gốc cho router trong trường hợp mà router gặp lỗi gì đó khó khắc phục, chúng ta cần khôi phục lại cấu hình ban đầu của nhà sản xuất. Và phía ngoài này thì sẽ có một cái slot để chúng ta cắm thẻ micro SD vào đây, và thẻ này thì sẽ sử dụng cho Dust Server. Và Dust thì là một trong những cái ứng dụng miễn phí của Mikrotik, nó sẽ tự động phát hiện ra tất cả các thiết bị trong các mạng con được chỉ định, vẽ và bố trí các cái bản đồ mạng cũng như là giám sát quản lý định cấu hình cho các cái dịch vụ ở trên thiết bị. Và thiết bị này thì mặc định đã được active sẵn license level 4 của Mikrotik, tức là có một số các chức năng cao cấp như là wireless AP này, rồi là một số các cái chức năng liên quan đến RIP, OSPF, BGP, các thao thức định tuyến cao cấp nhất, hoặc là các cái chức năng liên quan đến VPN với số lượng các cái đường hầm VPN rất là lớn, lên đến 200 tunnel, hay là có thể tạo ra các cái số lượng VLAN interface hay là các cái hàng đợi ưu tiên một cách là không giới hạn. Và trong trường hợp mà chúng ta cần các cái thông số cao hơn thì chúng ta chỉ việc mua thêm license và upgrade lên là được. Về chức năng routing thì RB760IGS hỗ trợ cả các cái giao thức định tuyến tĩnh và định tuyến động như là RIP này, OSPF, BGP, RIP-NG, OSPF-V3 hay là BGP. Và nổi bật nhất thì chúng ta phải kể đến đó là tính năng cân bằng tải các đường internet của thiết bị. Thiết bị cung cấp 5 cổng đồng và một cổng quang ở đây, và tất cả các cổng đều có thể hoạt động như là các cổng LAN hoặc quang đều được, nghĩa là tối đa các bạn có thể sử dụng tới 5 cổng quang ở trên thiết bị này.
Đó, và tất nhiên thì chúng ta cũng có thể cấu hình các cái đường wand này hoạt động cân bằng tải với nhau, dự phòng với nhau, hoặc là chia mỗi VLAN bên dưới đi theo một cái đường wand riêng biệt. Ví dụ như là các bạn có thể dùng một cái đường wand này riêng cho phòng kế toán riêng chẳng hạn, phòng kỹ thuật riêng chẳng hạn, phòng kinh doanh riêng chẳng hạn. Đó, hoặc là một cái đường riêng cho phòng giám đốc nữa. Và khi mà một cái đường nào đấy nó bị lỗi thì nó sẽ tự động là nó có thể chuyển sang các cái WAN khác để mà sử dụng dự phòng cho nhau. Và tính năng cộng gộp băng thông trên thiết bị thì cũng cho phép là chúng ta có thể cộng gộp nhiều đường internet này thành một đường có băng thông cao hơn. Như vậy thì sẽ đem tới một cái trải nghiệm mạng với tốc độ rất là cao. Tiếp theo ở trên các dòng router không thể thiếu được đó là tính năng VPN. Thì thiết bị này cũng hỗ trợ rất là nhiều loại VPN khác nhau là IPsec, OpenVPN, GIE, L2TP, v.v. Và chức năng VPN trên RB760IGS thì sẽ giúp thiết lập các kết nối an toàn trên mạng Internet hoặc là kết nối những vị trí ở xa cho các trường hợp work from home hoặc là kết nối hai mạng văn phòng chi nhánh với nhau hoặc là kết nối văn phòng chi nhánh với trụ sở và chúng có thể sử dụng được tài nguyên của nhau. Khi đó thì dù là đang đi công tác hay là đang ở văn phòng chi nhánh, nhân viên vẫn có thể truy cập được tài nguyên từ trụ sở để mà làm việc một cách hiệu quả. Ngoài ra thì thiết bị cũng hỗ trợ tính năng virtual routing forwarding mà chúng ta thường hay gọi là VRF. Đây là cái công nghệ mà mạng máy tính cho phép tạo ra nhiều router ảo cùng tồn tại trên một router vật lý này. Và các cái địa chỉ IP giống nhau có thể được sử dụng mà không xung đột bởi vì là các router ảo hoàn toàn độc lập với nhau. VRF thì sẽ chủ yếu được sử dụng để mà tách lưu lượng mạng cũng như là giúp cho việc định tuyến hiệu quả hơn và tăng cường bảo mật cho các gói tin. Ngoài ra thì chức năng TOS thì sẽ giúp thiết bị có thể kiểm soát băng thông qua các cái tính năng như giới hạn tốc độ dữ liệu cho một số địa chỉ IP, mạng con hay là giao thức hay là cổng ưu tiên hàng đợi cho khả năng duyệt web nhanh hơn. Và với chức năng cường lửa thì sẽ quản lý luồng dữ liệu đến cũng như là đi thông qua thiết bị này để mà ngăn chặn các cái truy cập trái phép vào trong mạng. Và để quản trị hay là cấu hình router RB760IGS thì chúng ta sẽ có nhiều phương thức khác nhau như là dùng lệnh CLI, truy cập theo NAT và SSH từ xa hay là công cụ cấu hình GUI thông qua IP và MAC có tên là Winbox. Và giao diện cấu hình dựa trên nền tảng web thì cũng rất là dễ sử dụng và giao diện lập trình API để mà xây dựng các cái ứng dụng điều khiển cho riêng quản trị viên. Và nó thì có thể kết hợp với cả cái nút mode ở trên thiết bị này để mà sử dụng nó được một cách tiện lợi và dễ dàng hơn. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất về router Mikrotik RB760IGS. Và thông số chi tiết của sản phẩm thì các bạn có thể xem trong link mình để bên dưới mô tả của video nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình cũng như là CNTV Shop một like, share và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.